Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tương lai Đại tướng Tô Lâm với tài liệu mật AVG bị công bố. Một số tài liệu mật liên quan đến vụ AVG do Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký vừa qua đã được tung lên mạng xã hội. Qua những tài liệu này cho thấy Bộ Công an đã có công văn ý kiến rằng nên bán AVG cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trong nước để tránh trường hợp công ty truyền hình AVG rơi vào tay thế lực bên ngoài, đặc biệt là tình báo Hoa Nam. Xét về mặt an ninh quốc phòng, ý kiến của Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an hoàn toàn là có lý. Nhưng hầu hết, những lãnh đạo có ý kiến tham gia vào vụ mua Bayphone, mua AVG đều nhận tiền lãi quả từ Phạm Nhật Vũ. Riêng Tô Lâm không nằm trong danh sách này, đó chính là điều mà những người tung công văn mật lên mạng xã hội muốn dư luận đặt câu hỏi về vấn đề kỳ lạ này. Nay ông Tô Lâm đã mang hàm đại tướng lên chức Bộ trưởng Bộ Công an. Sinh năm 1957, ông sẽ có độ tuổi 64 vào năm 2021, độ tuổi mà Ủy viên Bộ Chính trị vẫn còn hạn tham gia trong Bộ Chính trị, không quá 65 so với quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có lẽ việc ông ở lại Bộ Chính trị vào khóa 13 tới chính là nguyên nhân những đối thủ của ông lôi vụ AVG ra để cản trở con đường công danh của ông vào nhiệm kỳ tới. Vụ AVG là vụ mà cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang theo đuổi nhiều năm nay, ngay cả khi ông đã về hưu. Ông Sang vẫn tiếp tục đến các cơ quan phụ trách vụ việc này để hối thúc xử lý. Cùng lúc, ông Sang cấp tin tức cho những đệ tử làm báo liên tục đưa tin vụ AVG này lên báo chí để gây sức ép buộc Nguyễn Phú Trọng phải chỉ đạo làm việc đến cùng. Mục tiêu của ông Tư Sang nhắm tới vừa qua là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Có thể nếu trừ được Tô Lâm, ông Sang còn muốn trừ nhiều kẻ khác nữa. Ông Nguyễn Phú Trọng đang mơ ước chiến dịch đốt lò của ông có những thanh củi lớn như bên Trung Quốc đã làm. Nói về điều này thì nói ngược một chút về lịch sử. Trong quá khứ thì không quan hệ khăng khít, Việt Nam thường phải làm theo những gì mà Trung Cộng đã thực hiện như vụ cải cách ruộng đất, trăm hoa đưa nở, Trung Quốc làm trước và ép Việt Nam làm theo. Hiện nay Tập Cận Bình giữ hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Tập Cận Bình phát động đả hổ diệt ruồi bắt Ủy viên Bộ Chính trị kết án tử hình. Ông Trọng thời gian sau cũng kiêm hai chức như vậy. Và chiến dịch đốt lò của ông Trọng cũng đã được đưa được Ủy viên Bộ Chính trị vào tù, tướng công an quân đội vào tù và chỉ còn thiếu một cái án tử hình cho quan chức cấp cao trong hàng ngũ Cộng sản Việt Nam là làm tròn sứ mệnh cao cả của người cầm lái để ông có thể vững chắc đi tiếp trong trường hợp sức khỏe cho phép hoặc về hưu trong ánh hào quang. Cùng một mục đích muốn mang vụ AVG ra xử, nhưng mục đích của ông Trương Tấn Sang và ông Trọng khác nhau. Ông Sang muốn quét sạch đám đệ tử đối thủ của nhóm đàn em của mình, tạo cho đại hội sắp tới những đàn em của mình nắm những chiếc ghế chủ chốt. Qua đó ông thao túng được chính trường, làm Thái Thượng Hoàng và đưa được người tình Đặng Hoàng Yến trở về nước trong ánh hào quang. Ông Trọng thì khác chút. Ông muốn được tiếng và thời kỳ của ông xử lý được nhiều vụ án lớn, bỏ tù được nhiều quan chức lớn, thậm chí là tử hình cả cựu ủy viên Trung ương Đảng. Nhưng ông Trọng không thể chiều theo ý ông Sang mà đốt tất. Điều đó có thể dẫn tới sự bất ổn cho thể chế. Ông Trọng đốt lò một cách cân nhắc sao cho khỏi ảnh hưởng đến tồn vong của Đảng Cộng sản. Điều này chính ông đã nhiều lần bày tỏ như đánh chuột không để vỡ bình, hay chống tham nhũng là ta đánh ta, hoặc chống tham nhũng nhưng phải giữ được chế độ. Vụ mua bán AVG, ông Trọng đã đạt được mục đích của mình như thu hồi số tiền, xử lý cán bộ cỡ bộ trưởng, ủy viên trung ương, đương chức và đã về hưu. Nếu không tiếp tục ở nhiệm kỳ sau, ông Trọng muốn sắp xếp cho đàn em của mình là Trần Quốc Vượng, Vương Đình Huệ giữ chức Tổng Bí thư và ghế Thủ tướng. Ghế Quốc hội Chủ tịch nước sẽ lọt vào một đàn em của Ba Dũng là điều chắc chắn. Còn chiếc ghế còn lại có lọt được vào tay Tư Sang hay không thì còn để ngỏ. Có lẽ ông Trọng muốn hài hòa trong bốn ghế tứ trụ thì đệ tử của ông 2, đệ tử của Dũng 1 và đệ tử của ông Trương Tấn Sang 1.
Thế cuộc chia như vậy là khá hợp lý, nhưng ngặt nỗi một điều chỉ có một trường hợp quá tuổi ở lại trong Bộ Chính trị thì ông Trọng đã dành cho Trần Quốc Vượng, đệ tử của ông Sang, không ai có điều kiện lọt vào tứ trụ ở Đại hội 13 vì quá tuổi. Chính vì thấy nguy cơ không có người của mình lọt vào tứ trụ, ông Sang quyết định chơi một bài cao bằng với ông Nguyễn Tấn Dũng, tức là nếu người của tao không có chân nào thì người của mày cũng vậy. Phe ông Tư Sang muốn gây sức ép với ông Trọng để đưa một danh sách tứ trụ bao gồm Tổng Bí thư là Trần Quốc Vượng, Chủ tịch nước là Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng là Vương Đình Huệ, còn Chủ tịch Quốc hội sẽ là một người trung dung giữa các bên. Hai ông Vượng Huệ là đệ tử của ông Trọng, nhân vật thứ ba trung dung khỏi cần phải bàn. Còn ông Phúc thì vốn là người tỉnh nào cũng cho thành thủ phủ, ông nào cũng là đại ca, kể cả ông Trọng, Sang, Dũng đều là đại ca của ông Phúc hết. Thành ra ông Phúc cũng sẽ là nhân vật trung dung. Ông Tư Sang cũng đe phe ông Phúc, nếu ngả theo người ta Dũng, ông sẽ cho ông Phúc mất trắng không được gì. Việc vừa rồi ông Tư Sang cho tung tài liệu AVG liên quan đến Đại tướng Tô Lâm là nhằm chặt Tô Lâm đến chức vụ Chủ tịch nước. Một mặt tung ra những tố cáo gây rối loạn nội bộ, mặt khác ông Tư Sang đưa ra một giải pháp khá ưng ý với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng quyết định thế nào trước giải pháp mà ông Trương Tấn Sang đưa ra? Báo Quân đội Nhân dân cuối tháng 8 năm 2019 có bài viết nhan đề "Không để hiện tượng mượn phê bình để làm điều xấu". Bài viết dẫn lời của ông Hồ Chí Minh dạy rằng phê bình là trên tinh thần đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Sau đó bài viết có đoạn rất đáng chú ý như sau, xin trích: phê bình không khách quan, không kịp thời nhắc nhở đồng chí, đồng nghiệp mà tích lũy khuyết điểm của người khác để kết tội. Với chiếc áo phê bình, họ kéo bè kéo cánh để công kích những người không ưa, gây mất đoàn kết nội bộ, làm rối loạn cơ quan đơn vị. Hết trích. Bài viết dường như muốn ám chỉ kẻ nào đó đã âm thầm tích lũy khuyết điểm của đồng chí mình rồi đợi thời cơ vì lợi ích nhóm mà tung ra triệt tiêu người khác. Điều đó gây mất đoàn kết nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Hẳn nhiên bài viết muốn ám chỉ phe ông Tư Sang gần đây tung ra những tài liệu mật tố cáo Đại tướng Công an Tô Lâm. Tác giả của bài viết là một sĩ quan trẻ tên Hà Văn Thái thuộc Khoa Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Tất nhiên người ảnh hưởng đến Khóa Chủ nghĩa Xã hội Khoa học này không thể là Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng. Người ảnh hưởng đến khoa học này phải là người có lý luận, có học hành nghiên cứu về chủ nghĩa xã hội nhiều năm. Ông Nguyễn Phú Trọng đã thông qua bài báo trên đưa thông điệp bác bỏ yêu cầu của ông Trương Tấn Sang về xử lý Đại tướng Công an Tô Lâm. Nếu ông Tư Sang không còn đòn gì mới, không tiếp tục tung ra những tài liệu mật tố cáo đối thủ, ông phải dùng biện pháp dùng Đặng Hoàng Yến kiện Nguyễn Tấn Dũng. Đó là một đòn cảm giác được tung ra khi chẳng còn cách nào khác nữa. Một cú đánh hú họa, nếu nó trúng thì hiệu quả còn phải vài năm nữa. Chẳng tòa án quốc tế nào có thể xử vụ kiện này trong vòng 1 đến 2 năm. Chưa kể họ có thụ lý hay không, có chế tài nào buộc ông Nguyễn Tấn Dũng phải ra tòa quốc tế để nghe luận tội hay không. Những cây bút một thời sẵn sàng hăng hái xung trận theo hiệu lệnh của ông Tư Sang hồi trước nay đều có thái độ lưỡng lự. Ông Tư Sang nếu không còn đòn gì tung ra tiếp để triệt hạ được ông Tô Lâm, ông chỉ còn cách duy nhất là ve vãn được Nguyễn Xuân Phúc để vớt vát được hình ảnh, ảnh hưởng của mình trong những nhân sự ở Đại hội 13 tới đây. Về ông Tô Lâm, con đường đi tiếp của ông vẫn chưa khép lại. Những công văn mật tối mặt kia đã bị hóa giải bởi bài báo của Học viện Chính trị Quốc phòng. Vai trò của Tô Lâm trong vụ đại án tham nhũng AVG và Mobile Phone. Các đối thủ chính trị của Tô Lâm tung công văn tối mật số 418 BCA-TCAN do chính Tô Lâm ký ngày 9 tháng 3 năm 2015 lên mạng xã hội. Đây là bằng chứng xác thực tố cáo Tô Lâm đã đóng vai trò quan trọng trong vụ chuyển nhượng cổ phần AVG và Mobile Phone. Vai trò của Tô Lâm như thế nào trong vụ đại án tham nhũng này? Theo nội dung công văn thì thời điểm đó Tô Lâm với quân hàm Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách an ninh và chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần giữa AVG và Mobile Phone là giao dịch kinh tế giữa hai doanh nghiệp có định hướng của nhà nước.
Có được quan điểm này của Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, thì Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với lãnh đạo Mobile Phone rất yên tâm để thực thi kế hoạch phạm tội của mình. Đây là hành vi bảo kê tội phạm của Tô Lâm. Tô Lâm đóng vai trò đồng phạm trong việc giúp sức tích cực cho người khác phạm tội. Có được sự phê chuẩn này từ người đứng đầu cơ quan bảo vệ pháp luật thì bất cứ ai cũng có thể tha hồ phạm tội mà không sợ bị trừng phạt. Thứ hai, để che đậy hành vi bảo kê tội phạm của bản thân và các đồng phạm khác, Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ thông tin, tài liệu liên quan tới vụ chuyển nhượng và đưa ra các tài liệu giao dịch này vào danh mục tài liệu bí mật của Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngay bản thân công văn số 418-BCA-TCAN cũng rất bình thường nhưng cũng được xếp hạng loại tối mật. Có thể nói Tô Lâm và các thuộc hạ của mình ở Bộ Công an cực kỳ lưu manh và thủ đoạn trong vụ án tham nhũng này. Trong hoạt động kinh tế thì việc mua bán xuất nhập giữa các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước là hết sức bình thường nếu chúng diễn ra đúng trình tự pháp luật và đúng với quy định của kinh tế thị trường. Nhưng trong vụ chuyển nhượng cổ phần giữa AVG và Mobile Phone thì AVG là doanh nghiệp đang kinh doanh thua lỗ, có nguy cơ phá sản rất cao. Giá trị doanh nghiệp chưa tới 2.000 tỷ đồng nhưng tổ chức phạm tội này đã nâng giá lên đến 8,9 ngàn tỷ đồng để chúng lấy tiền chia nhau, tăng giá thực tế lên tới 14 lần. Kết quả cựu Bộ trưởng và đương kim Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã bị bắt cùng với tất cả các lãnh đạo của Mobile Phone. Chỉ còn những kẻ tòng phạm bên Bộ Công an vẫn tìm mọi cách giấu mặt và che đậy tội phạm, trong đó có Tô Lâm đóng vai trò chính. Đây là giao dịch kinh tế giữa hai doanh nghiệp, một là doanh nghiệp cổ phần 100% tư nhân, một là doanh nghiệp nhà nước nhưng do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, không liên quan gì đến Bộ Công an. Tại sao Tô Lâm và Bộ Công an lại dính vào vụ chuyển nhượng cổ phần giữa AVG và Mobile Phone này? Những dư luận đồn đoán về doanh nghiệp AVG là sân sau của hàng loạt các quan chức cao cấp của Bộ Công an có từ khi doanh nghiệp này mới thành lập, đặc biệt là khi xảy ra vụ va chạm tranh chấp bản quyền truyền hình giải bóng đá V-League giữa AVG và công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF từ năm 2010. Kết quả AVG của Phạm Nhật Vũ bị thua, để trả thù Bầu Kiên lúc đó là phó chủ tịch của VPF, Phạm Nhật Vũ đã dùng thế lực bảo kê của mình trong Bộ Công an là Tô Lâm để đưa Nguyễn Đức Kiên, Đức tức Bầu Kiên vào tù năm 2012. Những người thạo tin cho biết Tô Lâm và các thuộc hạ của ông ta có rất nhiều cổ phần trong AVG và nếu AVG được chuyển nhượng chất lọt thì Tô Lâm kiếm được trên 1.000 tỷ đồng trong tay. Đó là lý do tại sao Tô Lâm lại sốt sắng trong vụ AVG mặc dù không thuộc thẩm quyền của mình. Sau khi vẫn vào được Bộ Chính trị và giữ được ghế Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm biết thân phận của mình luôn luôn bị nguy hiểm rình rập bởi hai lý do. Thứ nhất là đệ tử ruột của Nguyễn Tấn Dũng, cả hai là kẻ thù của Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai là dính đến nhiều vụ tham nhũng, nên Tô Lâm hết sức khuyển mã, bất chấp pháp luật quốc tế và phạm tội bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, đàn áp phong trào dân chủ trong nước. Gần đây Tô Lâm đã lấy lòng được Nguyễn Phú Trọng, được Nguyễn Phú Trọng phong hàm đại tướng và tin dùng. Nhưng giờ đây bằng chứng phạm tội của Tô Lâm đã rất rõ ràng. Liệu Nguyễn Phú Trọng có máu lạnh và xử Tô Lâm không? Những kẻ tòng phạm với Tô Lâm là Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Nhật Vũ đã bị khởi tố và tạm giam với các tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ và đưa hối lộ theo Điều 220, 354 và 364 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nếu Tô Lâm bị bắt và khởi tố thì Tô Lâm sẽ bị thêm tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015. Nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đang chờ quyết định của chủ lò Nguyễn Phú Trọng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp được tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh.
Hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.